các bạn đã đến với bài chia sẻ cây xương khỉ, loại cây mọc dại nhưng lại là thần dược chống ung thư. Cây xương khỉ còn được biết đến với cái tên mảnh cộng, cây bìm bìm. Trong đông y, cây xương khỉ có vị ngọt, tính bình, khi phơi khô lá có mùi thơm đặc trưng của cây thuốc. Ngoài tác dụng điều trị bệnh, lá của cây xương khỉ còn có thể làm thức ăn. Cây xương khỉ có những tác dụng thần kỳ thế nào mà nhiều người lại săn tìm đến vậy? Cây xương khỉ vốn được xem là loại cây sinh trưởng ở nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á. Từ nhiều năm trước đây đã được các thầy lang Trung Quốc nghiên cứu sử dụng làm thuốc hay được nhiều gia đình ở Hồng Kông trồng trong các chậu cây như cây cảnh để hái lá ăn hàng ngày do cây dễ trồng. Tuy nhiên ở Việt Nam không phải ai cũng biết đến loại cây thần dược này. Đặc điểm nhận biết Cây xương khỉ có tên gọi quen thuộc như cây bìm bìm, mảnh cộng, hay bách giải, cây nhỏ mọc thành từng bụi, thường cao 1 đến 1,5 m, có khi cao đến 3 m. Cây có đặc điểm khác dễ để nhận biết với lá hình phiến, hình mác hoặc thuôn nguyên, mặt lá hơi nhẵn màu xanh thẫm, phía mặt dưới lá có nhiều gân. Cây có hoa màu đỏ hay màu hồng, cao khoảng 3 đến 5 cm, rủ xuống ngọn, bao phấn màu vàng xanh, quả hình trùy cuống ngắn. Cái tên cây xương khỉ không được nhiều người biết đến, nhưng nhắc đến cái tên của loại cây này là cây bìm bịp thì hầu như ai cũng đã từng nghe, đặc biệt ở các tỉnh miền Đông và Nam Bộ, nơi có rất nhiều cây mọc hoang dại tại vùng nông thôn. Cây xương khỉ, cây thần dược của mọi nhà Người dân nhiều nơi trên thế giới như Malaysia, Trung Quốc đã biết sử dụng cây xương khỉ từ lâu để làm thuốc hay chế biến thành món ăn, rau xương khỉ, bìm bịp, có mùi thơm nhẹ, có thể được ăn sống, hơi khó ăn một chút và chủ yếu lá non được dùng để luộc hay nấu canh. Ngày nay, rau bìm bịp thường dùng ăn kèm với lẩu cá hoặc lẩu thịt hoặc nấu canh với thịt bằm, canh tôm, canh cua rất ngon và giàu dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, cây xương khỉ chỉ tính bình, vị ngọt, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, tanin, flavon, glycosin, không gây độc hại. Không chỉ chứa chất xơ, canxi, loài cây này còn có hàm lượng đạm và chất béo vừa phải, có tác dụng cung cấp chất dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tốt. Ngoài ra, loài cây này còn được biết đến là cây thần dược, có tác dụng to lớn với khả năng điều trị nhiều chứng bệnh khó chữa. Cây xương khỉ có thành phần giúp điều trị viêm họng, các bệnh ngoài da như vàng da, vàng mắt hoặc làm giảm lượng đường trong máu, giảm cholesterol cao và viêm dạ dày. Theo đông y truyền thống, cây xương khỉ hỗ trợ điều trị viêm gan, mắt gan, lợi mật, cải thiện huyết áp, lưu thông máu, những bệnh về xương khớp kinh niên như đau nhức xương khớp, phong tê thấp, còi xương đều có thể chữa được nhờ loại cây này. Thậm chí, cây xương khỉ còn hỗ trợ điều trị khi bị gãy xương, giúp mau chóng liền xương do chấn thương. Tuy nhiên, Mới đây, người ta nhắc đến cây xương khỉ và không ngừng giáo giết săn lùng loại cây này với một công dụng đặc biệt khác, đó là hỗ trợ điều trị các bệnh về ung thư. Nhiều công trình nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ tại các viện, các trường đại học ở Trung Quốc, Đài Loan đã chứng minh được công dụng của loại cây xương khỉ. Tuy nhiên, có thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người, nhưng qua các nghiên cứu từ dân gian cũng như các nghiên cứu khoa học hiện đại, có thể thấy, việc sử dụng cây sương khỉ như một món ăn hay một loại thuốc uống hàng ngày rất tốt cho sức khỏe. Những người mắc bệnh ung thư đang điều trị bằng hóa chất hay những người không chịu được tác dụng phụ của xạ trị, thì việc kết hợp sử dụng cây sương khỉ sẽ làm tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị. Cây sương khỉ là một loại cây phổ biến, thường mọc dại ở những vùng lông thôn, đặc biệt là khu vực Nam Bộ, vì thế không khó để kiếm được loại cây này về hỗ trợ chữa bệnh. Ngoài ra, cây xương khỉ cũng rất dễ trồng và chăm sóc với hạt giống. Hoặc cây non có bán sẵn tại các cửa hàng bán hạt giống thực vật. Vì vậy, các gia đình cũng có thể lựa mua chọn cây xương khỉ như một loại cây cảnh, làm kiểng trong nhà. Mua cây xương khỉ ở đâu địa chỉ nào bán uy tín? Hiện tại, thảo dược xanh số 1 zindu vn có cung cấp tất cả các loại thảo dược quý, trong đó có cây xương khỉ, được thu hái hoàn toàn từ tự nhiên, nhận chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Hãy gọi tới số 0839 363 777 hoặc 082 1666 để được tư vấn 24 trên 24. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 sinu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.